Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của 9 Tập Mobile. Và hiện tại thì trên bàn của mình, các bạn có đoán đây là thiết bị gì không ạ? Có nhiều bạn sẽ đoán đây là một chiếc cặp. Và cũng có nhiều bạn sẽ đoán là một chiếc laptop trong này đúng không ạ? Sai rồi, và đây sẽ là một thiết bị vô cùng hữu ích dành cho những bạn nào nhà chung cư hoặc là những cái văn phòng mà chúng ta sẽ có những cái lớp kính trong và cao. Ở như vậy thì sẽ làm bất tiện trong việc mà chúng ta lau chùi, mất rất là nhiều công sức. Thì đây sẽ là một thiết bị hỗ trợ các bạn trong vấn đề đó. Đó chính là một chiếc robot lau kính tự động đến từ nhà hết với tên gọi là VK66. Nó có những tính năng hiện đại nào? Mình cùng tìm hiểu nha. Thật sự khi mà mình lần đầu tiên mà mình cầm thiết bị này, mình cực kỳ ấn tượng bởi vì nó có một cái cặp để rất là đẹp mắt, và bên cạnh đó thì nó khá là sang trọng, cũng như là những tính năng hiện đại của nó để tránh được những trường hợp là những thiết bị trong này nó rơi rớt, bị mất đi. Thì bây giờ mình khui hộp ra xem bên trong có những gì. Đây các bạn, cái phần dây kéo cực kỳ chắc chắn như một chiếc cặp hiện đại luôn các bạn. Đó, thấy không? Cực kỳ đẹp mắt khi mà thiết kế này thì mình khá là ấn tượng. Trong này thì nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một số cái vật dụng linh tinh để sử dụng. Rồi các bạn thân mến, ở những cái video trước thì mình cũng đã review về những cái con robot hút bụi lau kính tự động. Thì cái con này có rất là nhiều cái cải tiến mà mình cực kỳ thích. Ví dụ như cái con trước đây thì mình chỉ dùng nó để lau bằng một cái dĩa lau mà mình có thể phun nước vào. Thì với cái con này, cái dĩa lau này mình có thể giặt được và sau đó mình dán vào. Vì vậy là nó sẽ làm sạch kính hơn. Và bên cạnh đó thì nó còn tích hợp được một cái bình nước trong cái con robot để nó tự phun nước và nó lau tự động. Như vậy thì vô cùng tiện lợi, tránh được cái trường hợp là mình mất quá nhiều thời gian và công sức. Đây các bạn thấy không, đầu tiên là mình cực kỳ ấn tượng với những thiết kế của nó là một cái hình vuông vức như thế này. Nó khá là nhỏ gọn, vì vậy nó len lỏi được hết tất cả những cái góc ngách trên cái cửa kính của mình. Còn cái phần dễ lau thì mình chỉ cần dán vào thôi. Đây đó, khi mình sử dụng xong mình chỉ cần tháo ra giặt và sau đó mình dán vào, rất là tiện lợi. Và một cái điều mà mình cực kỳ thích ở những cái dĩa lau của nhà hết này, đó là những cái chất liệu được làm bằng những cái sợi vải cực kỳ mỏng và nó nhỏ. Vì vậy là nó dễ dàng thấm hút và lau được tất cả những cái vết bẩn trên kính của mình. Từ là những cái vết bẩn là dầu ăn hoặc là những cái chất dầu mà nó bám vào kính khó lau thì cái tấm vải này cũng có thể lau được các bạn. Đó là về phần chất liệu của dĩa lau. Còn những cái chất liệu để làm nên cái thiết bị này bên ngoài như là cái phần nhựa và những cái vật liệu ở trên này các bạn, nó đều là những cái vật liệu nhập khẩu, vì vậy nó khá là bền bỉ và chắc chắn với thời gian, nên là các bạn yên tâm sử dụng cái dòng sản phẩm này. Còn về thiết kế thì thiết kế bên ngoài nó không khác gì so với những cái dòng trước đây. Nó cũng sẽ là một cái sợi dây nguồn để mà mình kết nối khi sử dụng. Và bên cạnh đó thì nó còn có một cái sợi dây để đảm bảo an toàn. Đây là một cái sợi dây mà chúng ta sẽ thường thấy khi mà chúng ta đi leo núi. Nó rất là chắc chắn. Và cái độ dài của nó là 5m, vì vậy là khá là an toàn trong cái quá trình mình sử dụng, các bạn yên tâm. Và về thiết kế thì ở đây nó sẽ khác một phần là nếu mà những cái nút điều chỉnh trước đây là những cái nút nhỏ, thì ở đây nó sẽ là một cái nút điều chỉnh tròn và lớn như thế này để chúng ta dễ dàng thao tác hơn. Đây các bạn thấy không? Đó. Và cái phần tay cầm ở đây nó thiết kế ngay cái mặt trước này, chúng ta rất là dễ cầm. Đó. Và các bạn lưu ý là các bạn thấy cái sự khác biệt giữa cái vật liệu ở bên ngoài và cái ngay cái tay cầm. Cái tay cầm của mình là nó màu xám, nó tránh được trường hợp là những cái vết vân tay bám vào đây nó làm dơ thiết bị của mình. Mình cực kỳ thích cái sự tinh tế này của nhà hết. Và bên đây các bạn thấy có một cái nút, sẽ là một cái nút để mà mình cho nước vào đây. Và cái bình chứa này sẽ là 150ml. Và các bạn lưu ý nha, khi mà mình tháo cái này ra nè, thì mình cố gắng đừng làm mất nó. Bởi vì khi mà mình làm mất nó rồi thì coi như cái bình nước này rất là khó sử dụng khi đổ nước vào nó trào ra. Bởi vì đây là giống như là một cái cao su non để nó hít vào để không có bị đổ nước ra. Đó. Rồi, về thiết kế bên ngoài thì nó cũng không khác gì so với con mà trước đây mình giới thiệu với các bạn. Cái mặt sau sẽ là cái lực hút để mà mình ốp vào kính. Thì cái lực hút của nó sẽ là 2600 Pascal. Thì với 2600 Pascal thì tránh được cái trường hợp là rơi rớt thiết bị. Và nó chịu tải lên đến 120kg. Vì vậy tránh được cái trường hợp là các bạn sợ nó bị rớt xuống. Và có nhiều bạn đặt câu hỏi là vậy thì trong cái quá trình sử dụng lỡ mà cúp điện ngang thì như thế nào? Thì cái viên pin trang bị trong đây nó sẽ là 650mAh. Thì nó sẽ hoạt động được trong vòng 20 phút nếu mà không có điện. Vậy trong trường hợp mình đang sử dụng điện mà ngắt ngang
thì vẫn đảm bảo an toàn. Đó là cái điều mà các bạn an tâm khi mà mình sử dụng cái con robot lau kính tự động này các bạn nha. Rồi, nãy giờ thì mình giới thiệu quá nhiều những chi tiết về cái con này và các bạn đã thắc mắc là không biết mình sử dụng nó như thế nào. Thì để sử dụng nó, mình sẽ thao tác trực tiếp trên cái con robot bằng cái nút điều khiển ở đây. Nhưng mà với cái nút điều khiển này thì mình chỉ điều chỉnh được một số cái tính năng cơ bản thôi. Còn muốn điều chỉnh được nhiều cái tính năng chi tiết hơn thì mình sử dụng một cái con remote điều khiển từ xa này. Mình có thể điều chỉnh lên xuống ngang dọc những chế độ phun sương hay là mình tắt những cái chế độ phun nước của nó rất là tiện lợi. Thì một hồi nữa mình trải nghiệm chi tiết hơn cho các bạn nhìn rõ. Rồi bây giờ không để các bạn chờ lại lâu hơn nữa để mình có một cái nhìn thực tế nhất về cái con robot lau kính tự động này. Thì cùng trải nghiệm các bạn nhé. Rồi, để sử dụng cái con robot lau kính tự động này thì trước tiên mình cần kết nối nguồn điện cho nó. Thì mình có thể kết nối nguồn điện trực tiếp là 220V luôn các bạn. Đây, mình chỉ cần gắn vào như thế này thôi. Rồi, rất là chắc chắn nè. Tránh được trường hợp là các bạn sợ cái sợi dây này nó không đảm bảo an toàn thì các bạn yên tâm sử dụng. Và sau đó mình chỉ cần, đây, có một cái sợi dây nguồn để mình gắn trực tiếp vào nguồn điện của mình. Rồi, sau khi mà mình kết nối nguồn điện cho thiết bị thì bây giờ mình chỉ cần thao tác một cái là mình nhấn cái nút điều khiển chỗ này. Ồ, nhấn vào nó không lên, nó khác so với con kia. Vì ở đây nó sẽ có một cái nút nguồn riêng nè các bạn, mình phải bật cái nút nguồn này lên. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ in vào cái mặt kính thử nha các bạn. Rất là chắc chắn. Với cái lực hút 2600 Pascal thì cực kỳ an toàn khi mà mình sử dụng cái thiết bị này. Rồi để mà khởi động sử dụng thì mình chỉ cần ấn một cái nữa. Đó, thấy chưa? Rất là dễ dàng thao tác khi mà mình sử dụng trực tiếp trên cái con robot này. Nhưng mà với nhiều bạn thì mình có thể sử dụng nó để lau bằng nước hoặc là lau bằng những cái chất để mà mình làm sạch kính hơn. Thì mình có thể phun lên đây hoặc là mình đi giặt cái tấm vải lau của mình. Còn ở đây thì mình sẽ dừng lại. Đây, dừng lại, mình chỉ cần ấn một cái nữa thôi. Rồi để tháo ra mình đè sâu vào. Rồi, để mình tháo ra và mình tắt nó. Mình sẽ cho nước vào cái bình này để mình xài những tính năng như là phun nước tự động để giúp lau kính tiện lợi hơn. Đây các bạn, nó sẽ có một cái chai kèm cho mình để mà mình có thể cho nước vào đây để mình dễ dàng mình đổ nước vào bình để tránh cái trường hợp là rơi nước bên ngoài. Rồi, sau khi mình cho nước vào, mình sẽ đậy nắp lại. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách kết nối remote để mà mình điều chỉnh thiết bị này luôn. Remote này thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái viên pin nhỏ các bạn, rất là dễ dàng mua ở mọi lúc mọi nơi. Trong tất cả những cái tiệm tạp hóa thì đều có bán. Ở đây thì nhà sản xuất có để kèm hai cái viên pin như thế này. Rồi, trên cái con remote này mình có thể thao tác được một cái số cái tính năng như sau. Ở đây có 4 góc sẽ là đại diện cho 4 cái cạnh khác nhau để mà mình có thể điều chỉnh qua lại lên xuống và mình có thể bấm dừng lại. Và ở đây thì mình có thể lau khô và mình có thể lau ướt và mình có thể tắt luôn cái âm thanh mà nó đang thông báo bằng những cái tiếng nói của nó để mà mình đỡ nhức đầu hoặc là mình không hiểu bởi vì nó thông báo bằng tiếng Trung. Rồi ở đây mình có thể điều chỉnh được là từ cái chế độ phun nước hoặc là tắt. Và cái tính năng X2 này các bạn đang thắc mắc là không biết nó là tính năng gì thì đây sẽ giúp chúng ta sẽ lau lại 2 lần trên cái mặt kính đó để giúp cho cái kính của chúng ta sạch hơn các bạn nhé. Ví dụ như là mình bấm lên nè, đó thì thiết bị sẽ đi lên. Thì các bạn nhìn xem, khi mà thiết bị nó đang đi lên thì đến khi mà nó đụng phải cái thành kính nó sẽ tự động dừng lại bởi vì 4 góc của nó trang bị một cái cảm biến là laser để tránh được cái trường hợp là va chạm vào những cái góc cạnh của trong cái cửa sổ của mình. Đó các bạn thấy không? Rất là an toàn luôn. Rồi, và các bạn thân mến, với cái con robot lau kính tự động này thì mình có thể lau được bằng lau khô hoặc là lau ướt. Thì lau khô mình chỉ cần nhấn vào cái nút này để mình lau thôi. Đấy, thì mình đang lau khô các bạn. Rồi, để mà lau ướt thì như lúc nãy mình có nói với các bạn là mình sẽ cho nước vào cái hộp này là 150ml. Thì mình chỉ cần bấm vào cái chỗ lau ướt là phía bên đây. Đấy, rồi mình sẽ bấm cái phần mà chuyển đổi tắt hoặc mở phun nước. Thì các bạn lưu ý là cái lượng nước phun ra cực kỳ nhỏ nên là mình khó nhìn thấy được. Bởi vì nếu mà nó phun nước nhiều quá thì cái mặt kính và cái bánh xe của chúng ta nó sẽ bị trơn. Nên là cái thiết bị này nó không di chuyển được. Và các bạn lưu ý mình có thể giặt được cái tấm thảm này
và mình có thể để nó ẩm lau, nhưng mà các bạn nhớ là mình vắt thật là khô để tránh cái trường hợp mình sử dụng một cái tấm giả ướt ẩm như thế này thì cái bánh xe nó sẽ bị trơn và nó không đi được và nó sẽ bị dừng lại, các bạn lưu ý điều đó nha. Các bạn thân mến, đây là một con robot trang bị cảm biến thông minh hỗ trợ đưa ra các thuật toán chuyển đổi tần số để tự động điều chỉnh lực lau dựa theo độ bẩn trên bề mặt cửa kính, và sau đó nó sẽ đưa ra lực lau phù hợp với vật liệu kính hiện nay. Máy không chỉ giúp tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu mà còn làm rất tốt công việc vệ sinh hàng ngày. Để tránh bỏ sót những cái vị trí cần lau chùi thì nhà sản xuất đã sử dụng một cái thuật toán định vị SLAM cho Host VK66 này. Nhờ vậy mà máy có thể tự động lập bản đồ và lên kế hoạch dọn dẹp một cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó thì việc tận dụng lợi thế kiểu dáng nhỏ gọn, áp dụng các lộ trình khoa học sẽ giúp để đạt được cái hiệu suất làm sạch cao hơn, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vị trí cần làm sạch nào trên cửa kính của bạn. Các bạn thân mến, trong một thời gian rất là ngắn thì chúng ta đã làm sạch được một cái miếng kính vô cùng sáng bóng như thế này. Thì các bạn nhìn thấy thì một bên rất là bẩn và một bên thì cực kỳ sạch, với một cái thời gian cực kỳ ngắn và tiết kiệm rất là nhiều công sức của mình. Và đây mình nghĩ là một cái thiết bị vô cùng cần thiết với những cái gia đình nào có những cái miếng kính cao và khó lau chùi như thế này, đặc biệt là nhà chung cư hoặc là những cái văn phòng công ty. Và nếu các bạn hỏi thì cái con này nó khác gì so với cái con trước đây thì mình cực kỳ ấn tượng bởi những cái sự an toàn của nó. Nếu mà cái con mà hôm trước mình review các bạn á thì mình chỉ cần tắt á thì tự động nó sẽ rớt ra. Còn với con này thì mình phải dùng cái lực để mình kéo ra các bạn. Đây mình dùng lực, đó các bạn thấy không? Nên là tránh cái trường hợp là rơi rớt nó sẽ làm hỏng thiết bị của mình. Nếu mà các bạn quan tâm sản phẩm thì có thể comment ngay bên dưới hoặc là truy cập vào cái đường link mà mình để ở phần mô tả để các bạn vào đặt hàng trước các bạn nhé. Và đừng quên địa chỉ của chính tại Mobile 147 149 Nguyễn Tri Phương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là 128 130 đường Hậu Giang, phường 6, quận 6 nha các bạn. Giờ đây thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình để chờ đón những sản phẩm công nghệ mới nhất từ chính tại Mobile nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.